Cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên là cô giáo, là một nhà giáo có kinh nghiệm trên 29 năm trong ngành giáo dục Hoa Kỳ. Cô được nhiều người biết đến như một sứ ngôn viên truyền hình và là người điều hợp chương trình cho những buổi tiệc gây quỹ của các tổ chức thiện nguyện. Cứ khoảng 9 giờ tối thì có một cái xe taxi nó tới, nó chở cả nhà đi, không biết đi đâu. Thế lúc đó có một cái tàu nó lớn hơn, thấy nó bên ngoài nó đi vào. Trải qua một đêm, buổi tối ở trên tàu, không được nói chuyện. Chỉ bên tàu lúc đó chở theo 60 người Việt Nam, tị nạn, đi ra khỏi bờ biển của Việt Nam. Thì lúc đó đầu óc của chúng tôi chỉ nghĩ là mình đang đi đâu đó. Đến sáng tự nhiên chúng tôi nghe nó kéo mình đi tới Port Lauderdale, tự do rồi, tới nơi rồi, mọi người thức dậy, tự do rồi. Thì riêng cá nhân của chúng tôi cũng biết là tự do là gì, mà tại sao cái nơi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nó là một cái rừng luôn, từ trái qua phải trên cái đảo Pulau Tangga. Chắc là tâm trí Joseph già rồi, lâu chân, nó đau chân chứ không phải là được. Các em, các bạn chia sẻ tình ta có mặt ở đây và cái lý do để mất đi thông tin là gì. Thì sau khi nghe các em chia sẻ thì Diệu Quyên cũng muốn nói về mình chuyên đi phần Việt Nam, chuyến tự đi của cá nhân của chúng tôi đi từ Việt Nam tới Mỹ như thế nào. Cũng ngày này, năm 1978, exactly this day, ngày 14 tháng 4, 1978, vừa đi học về thì bố mẹ nói, tối nay con ở nhà không được đi đâu hết. Tại sao vậy? Con phải trở lại, con gặp bạn con mà. Không, tối nay ở nhà và lo cho các em. Thì cái tối hôm đó, cũng ngày 14 tháng 4, năm 1978, thì Diệu Quyên cùng các em mặc đồ đen hết. Cứ khoảng 9 giờ tối thì có một cái xe taxi nó tới, nó chở cả nhà đi, không biết đi đâu. Thì khi vào khoảng một tiếng sau thì nghe tiếng gió, tiếng sông, tiếng biển. Thì bố mẹ nói, chui dưới đó. Hay là người đó. Mà cũng không biết tại sao thì đi đâu. Khoảng giữa đêm, thì lúc đó có một cái tàu nó lớn hơn, thấy nó bên ngoài nó đi vào. Và lúc đó thì bố mẹ đang cho mình ngồi với cái tàu nhỏ. Các con im lặng, bây giờ mình đi ra cái tàu lớn, cũng không biết là mình đi đâu, ngoan, ngoan đi thôi. Thì cái lúc đó bố mẹ cũng không nói, vẫn không nói. Thì khi mình đi vào cái tàu lớn, cơn có hiệu trên đó đã có sẵn khoảng rất là đông người. Mình sau này mới biết là có khoảng 60 người trên cái tàu đó. Mà khi mình lên thì ngồi san sát lại với nhau, nhưng mà mình chưa ngồi với nhau. Nó tối to mà, không biết mình đi đâu phải làm gì. Trải qua một đêm, buổi tối ở trên tàu, không được nói chuyện, chỉ mà nằm ngồi đó thôi. Thì tới gần 5-6 giờ sáng, nghe tiếng ai giống như tiếng của ba mẹ nói. Mọi người im lặng, bây giờ chúng ta phải đi ra hải quan. Không biết nói hải quan là gì. Rồi cái lúc đó, ba nói chứ, có chừng tàu bị cạn. Có ai thanh niên ở đây nhảy xuống không? Cái tàu mình bị cạn rồi. Không, nếu mà không đi qua được cái chỗ này chúng ta sẽ bị bắt. Cũng không biết tại sao mà lý do như thế nào phải cần có người. Thì chờ khoảng 5 phút sau cũng không thấy ai hết. Thì nghe hai cái tiếng nó kêu là tùng nhảy xuống nước. Tổng nhảy xuống nước lần thứ hai, tổng nhảy xuống nước lần thứ ba, ba người nhảy xuống nước. Từ lúc đó, để mà vác cái tàu cho nó qua khỏi cái gành đá, nó vượt qua khỏi cái gành đá. Tại vì lúc đó cái tàu nó đang kẹt nước. Và đúng 6 giờ sáng, chiếc tàu nó trôi ra khỏi cái gành đá và nó đi ra khỏi cái con sông. Mà sau này chúng tôi biết là sông cửa sông Sài Gòn. Thì lúc khoảng 6 giờ sáng, ngày 15 tháng 4 năm 1978, 6 giờ, chiếc tàu lúc đó chở theo 60 người Việt Nam bị nạn đi ra khỏi bờ biển của Việt Nam. Thì lúc đó đầu óc của chúng tôi chỉ nghĩ là mình đang đi đâu đó, mình không biết là đi vượt biên. Thì sau này mới nghe ba nói là ba cần
ba mới nói một là chết ở Kim Tế Mới, hai là chết ngoài biển. Thì bà chọn vượt biên, chết ngoài biển. Chết thì chết hết, sống thì sống hết. Cho đó là sau này bà kể lại. Sau khi mà ra khỏi cái hải phận Việt Nam, thì đứng ra từ Việt Nam đến chúng ta về cái đường thôi, đi qua Thái Lan có chừng 4 tới 5 ngày thôi. Nhưng mà lúc đó nghe ta nói là nhờ một cái ông tài phi công lái máy bay xuống lái tàu, thì không biết ông đi sao, ông đi xuống all the way to Singapore, đi xuống tận Singapore luôn mà vẫn chưa tới cái nơi mà nó cho mình nhập cư. Thì tới Singapore lúc đó là tàu cạn nước, hết đồ ăn và tàu nó đang lôi trôi, nó đang lên lên trên biển. Và trước khi mà tới Singapore thì cá nhân của chúng tôi đã nhớ cái đêm mà rất là kinh hoàng, nằm ở trên cái bông tàu mà nước nó cứ lên xuống cái tàu, là tàu đi sâu mà nó cứ bập bình như vậy, thứ điều như là nó bể ra. Thì riêng cá nhân của chúng tôi đó, khi mà nằm ở trên chiếc tàu á, nếu mà xui mà nó quay hướng này nó rớt nó xuống biển rồi, nhưng mà khi mà cái nước nó lên xuống, nó quay xuống này, thì chúng tôi cá nhân của chúng tôi từ trên đây rớt xuống cái đáy tàu, cho nên có người chụp được. Thế nên mà đi ra đứng bên đây là coi như xuống biển rồi. Rồi một bên á, trên chiếc tàu á, thì Giê-xu-ma thì chúng tôi lại nhờ kính mừng mặt kinh cá nhân, là cái kính mừng một bên thì Nam Mô A Di Đà Phật, giống như là cái gì đó mà chúng tôi cảm thấy như gần chết rồi. Và cái đêm hôm đó là cái đêm kinh hoàng nhất, bão tố, mưa gió và sát chết nữa. Thì ai cũng mệt mỏi, chắc là mình đang ra để cố hết nữa. Lưng ở trên cái sàn, cái sàn thuyền, đó là cái thiết tưởng tượng đó. Chúng tôi nhớ là lúc đó và chắc là mệt quá, cho nên sau đó ai cũng ngủ. Một giấc sáng hôm sau mở mắt dậy thì những người thấy ô tới đất liền rồi, tới đất liền rồi, nhưng mà không phải, mà chỉ cái đảo đằng sau cái đảo của tôi vẫn chưa tới. Thì những người tài công và lại chở ra thêm một nửa ngày nữa, lúc đó mới tới Singapore. Và khi mà tới Singapore, mọi người thấy cái tàu này đã đến rồi, cái đảo phía kia kìa, tôi mơ như cũng vào được rồi, nhưng mà họ không cho vô. Họ nói cái tàu của tôi đi được, chúng ta không cho cái người vô. Thế là các bác các cô ở trên tàu đục cái tàu để chi cho nó chìm, cho nó chìm á thì mình có cớ để mà đón nhận người tị nạn được. Với cái số tuổi 14 tuổi chúng tôi lúc đó không biết tại sao phải đi được, tại sao mình phải ra cái như vậy. Nhưng mà khi mà càng lớn thì càng hiểu lý do tại sao. Thì nó thấy mình làm như vậy, thấy những cái tàu lớn hơn mà nhảy xuống, họ bình cái tàu lại, họ không cho những cái bà mẹ đâm cái tàu nữa, họ dạy những người phụ nữ đó vào bên và họ cho đồ ăn, họ cho chúng tôi đồ ăn. Lúc đó là coi như là ai cũng ăn, không cần được ăn, không còn cái gì nước ra trên thuyền không còn cái gì nữa, ai cũng mệt mỏi lắm. Thì sau khi cho đồ ăn thì mọi người ăn xong lại ngủ tiếp. Thì đến sáng tự nhiên chúng tôi nghe nó kéo mình đi, nó kéo mình đi, they pull it away. Tại sao nó kéo mình đi? Mở mắt ra nó mới thấy cái thuyền lớn của họ kéo cái thuyền nhỏ của chúng tôi ra khỏi cái hải phận của Singapore để làm cái gì? Nó thả cho mình đi tiếp, nó không nhận. Cái đó là năm 1978, cái đó là vào khoảng ngày thứ 25-26 của tháng 4 này. Các vị thấy là bao nhiêu vượt biên, mười mấy ngày trên biển rồi, hết nước, hết đồ ăn. Thì sau khi mà Singapore nó không có nhận, mới kéo qua, nó nói qua Indonesia đi, ở bên đó nó nhận tị nạn. Thì khi mà chiếc tàu đi ngược lên Indonesia tới cái đảo mà họ cho mình toàn là nước dừa và xà rau. Ủa tại sao vậy? Tại trên đảo toàn là dừa không à, cho nước dừa, quần áo thì nó... Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người.
Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. Cho em 3 ngày nữa từ Indonesia trở ngược lên Malaysia vào cái ngày 29 tháng 4. Dạ vâng, đúng 29 tháng 4. Thì lúc đó chúng tôi nhớ là ban đêm tới một cái đảo hố hún, tức là chỉ biết là cái đảo có thể tối quá không thấy gì hết. Tất cả các cô chú trên thuyền thì nói chắc đó là cái đảo mà nó cho những người tị nạn đó, vì mọi người đang mệt quá. Lúc đó thì tối rồi cho nên họ không có nhận người tị nạn, cho nên cái tàu ở bên ngoài cái đảo. Rồi tới sáng cái ngày hôm sau, thật sự thì khi mà đi vượt biên chúng tôi không biết ngày nào, ngày giờ nào, cái ngày nào, chỉ biết là đi lâu, thật là lâu thôi, cũng không biết bao nhiêu ngày nữa. Đó là sau khi này chúng tôi mới nhớ lại. Thì cứ đến lúc mà sáng khoảng 6-7 giờ sáng, tự nhiên mọi người còn đang ngủ thì chúng tôi nghe tự do rồi, tới nơi rồi, mọi người thức dậy, tự do rồi. Thì riêng cá nhân của chúng tôi cũng biết là tự do là gì, mà tại sao tới nơi là gì cũng không hiểu. 14 tuổi thôi, khi mà theo ba mẹ đi lên cái bông tàu, lúc đó là ai cũng sẽ nằm ở dưới cái sàn tàu. Rồi cái lúc mà lên được cái bông tàu, mình thấy ủa, cờ vàng ba sọc đỏ, đó là một cái rừng luôn, từ trái qua phải trên cái đảo Pulau Changa. Mà lúc đó chúng tôi cũng không biết đó là cái gì. Thì cái đó là cái đảo Pulau Changa, mà nó chia ra từng cái trại ABC. Cầu vàng nó đi từ bên trái qua bên phải như vậy. Cầu vàng ba sọc đỏ, thưa quý vị, là tự nhiên chúng tôi lúc đó 14 tuổi thôi mà không biết chuyện gì xảy ra, tay chân lại quá tự. Thì ba với mẹ mới nói mình tới rồi, mình tới rồi, tự do được không? Thì cái đó là cái kỷ niệm mà riêng cá nhân của chúng tôi thấy một rừng cờ vàng ba sọc đỏ đúng vào ngày 30 tháng 4 năm 1978, cách đây 47 năm. Và 30 tháng 4 78 thay đổi cuộc sống của chúng tôi, hiểu hơn về lý do tại sao ba mẹ hy sinh đưa các con cái vượt biên 16 ngày lên đêm trên biển, sống chết, gần chết và thoát chết. Khi mà cái ngày 1 tháng 5 họ nhận cái điều chúng tôi lên cái đảo Pulau Changa, thì cái thuyền để mà ra coi coi còn dọn dẹp mang được cái gì lên đó lên trên đảo hay không, thì cái thuyền nó bung ra, nó lắc ra, nó tan ra, và nó coi như là những cái dây bắt đầu nó bung ra. Tưởng tượng nếu mà còn một ngày ở trên thuyền thì chắc là chúng tôi là ngồi trên cá biển. Và nếu như không có cái sự hy sinh của ba trong cái lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 4 cùng biển số với hai vợ chồng không nữa, thì coi như chúng tôi bị bắt chạy. Và cũng không biết tại sao mà ơn trên đã phù hộ cho cả gia đình được vượt biên đúng ngày 1 tháng 4 năm 1978. Và từ đó cho tới nay, cứ mỗi tới 1 tháng 4 thì gia đình của chúng tôi đều tụ họp lại. Thứ nhất là những lễ đọc kinh cầu nguyện cảm ơn ơn trên đã mang cả gia đình vượt biên đến nơi tới chốn, và ngày hôm nay có mặt ở đây để chia sẻ với những bạn khác nhau cái câu chuyện chúng tôi học về cái quá khứ của mình, cái kỷ niệm của mình, và làm sao chúng ta cái mặt ngày hôm nay truyền đến những người chúng tôi sẽ thành một thành công lớn. So this is probably the most interesting part, right? Going to